Ok, hello tất cả mọi người nha. Thì có một cái tin rất là bất ngờ mọi người ạ. Thì cái kênh của anh Quốc chính là cái kênh Quốc Mòn Tan mà anh Quốc đã tạo được hơn mấy ngày qua thì nó tự nhiên đột ngột biến mất trên khỏi YouTube. Thì cũng làm một cái chuyện cho ai ngỡ ngàng. Mình đã vào kênh của anh Quốc rồi nhưng mà cái kênh đã bị chấm dứt. Đây là cái kênh chính thức của anh Quốc, ảnh mới tạo ra để nói chính là thông báo cho mọi người là Quốc đã mất kênh và buông xuôi tất cả. Thì hiện tại thì ảnh đã tạo ra một cái kênh, đó chính là kênh Quốc Màn Tang Official. Thì mình cũng là một fan của ảnh, thì mình sẽ giúp đỡ ảnh là kêu gọi những cái người mà chưa fan ảnh hoặc là đang fan ảnh thì hãy vào đăng ký giúp ảnh, một đăng ký và một lượt like và một lượt chia sẻ cho bạn bè. Thì đó là cái niềm động lực của mỗi con người khi mà họ mất hết tất cả, giống như là phụ hồ vậy đó, thì không còn gì tất cả. Thì ở với anh Quốc thì mình thấy hoàn cảnh này cũng thấy cũng tội. Thì mọi người vào đăng ký ủng hộ ảnh để anh làm một cái động lực đi lên tiếp. Thì anh có chia sẻ trong cái video là ảnh muốn buông bỏ tất cả, mà may là người em quay cùng ảnh đã động viên động lực cho ảnh để làm tiếp, thì ảnh mới tạo ra một cái kênh như thế này. Thì mình dám chắc với các bạn rằng là cái kênh này sẽ được rất chi là nhiều người giả mạo trên YouTube sắp tới. Thì mọi người hãy nhớ là đăng ký cho đúng cái kênh để ủng hộ ảnh, để tránh nhầm lẫn như là lần trước. Thì mình sẽ để link và dưới cái phần mô tả để cho mọi người dễ dàng đăng ký. Còn cái bạn nào mà vào kêu là mình chia sẻ cái kênh giả lên để mình được lợi này nọ thì mọi người hãy cứ lướt đi đi. Nếu mà mình chia sẻ kênh giả thì mọi người hãy cứ lướt đi đi. Và sao? Và một ngày nào đó mọi người cảm thấy, mà các bạn nào mà cảm thấy thì đúng thì hãy quay lại cho mình một like và tình cảm vui vẻ thôi, mình không cần gì hết. Thì anh Quốc cũng đã đăng lên và cũng tỏ ra là rất buồn bã. Thì ai mà chả buồn bã, nếu như mình thì mình mất kênh thì đó chính là một sự sụp đổ của mình đó, giống như anh Quốc vậy. Ảnh mất một cái kênh rất là lớn, bao nhiêu công sức mình nó không là nhiều nhưng mà bao nhiêu công sức mấy ngày qua gài dựng lên thì mất đi cũng rất là đau lòng. Thì mình hy vọng là ảnh sẽ đạt 50.000 người đăng ký trong vòng 3 đến 4 ngày, sẽ nhanh hơn kênh cũ. Thì mình mong rằng tất cả mọi người sẽ chung tay ủng hộ cho ảnh để ảnh vượt qua cái nỗi đau lần này. Thì mình sẽ nói tiếp về cái vụ mà tại sao cái kênh ảnh bị bay và bị chấm mất dứt nha. hoàn toàn. Thì cái sự việc này thì theo như mình được biết á, thì anh Quốc mới đang một cái dòng trạng thái là mình trắng tay, giờ bị chìm xuống rồi, xuống bùn rồi, mình thật sự rất đau, vợ con khóc, giờ mình như chết đi sống lẹ bận à. Thì giờ mình như chết đi sống lẹ bận à, tất nghĩa là nó mọi người hay là nó bạn nào thì mình, cái đó là mình chỉ được được cái sự tò mò thôi, mình cũng cần được giải thích đúng không? Bây giờ không còn chỗ nào để mình tâm sự với mọi người rồi. Thì cái lúc mà mất kênh á thì chưa đầy 1 tiếng đồng hồ mọi người à, thì mình đã có vào thì kênh đã bị mất. Thì anh Quốc có đang ở dòng trạng thái như thế này để mình xác thực cái kênh của anh Quốc bị mất cho mọi người xem, rồi mình sẽ nói chuyện tiếp theo là vì sao mất và nguyên nhân sao làm mất và ai đã làm mất. Ok, thì mình sẽ vào cái link mà 3 giờ trước anh Quốc đã gán một cái video, thì mình vào xem cái video này. Ok chưa? Rồi, thì hiện tại cái video này nó không còn có dụng do tài khoản YouTube được kết hợp với video này đã bị chấm dứt. Tất nghĩa là cái video này nó không còn nằm trên YouTube nữa. Và cái kênh này cũng đã bye bye một nơi thật xa, đi xa để trở về. Thôi không nói nhõm nữa. Thì cái kênh này chính thức đã bị đi mọi người rồi. Thì mình và cộng đồng xem của anh Quốc thì nghe tin anh Quốc mất kênh thì cũng rất chi là ngỡ ngàng
và buồn. Tại vì Ken mình lập ra bao nhiêu Tại vì Ken mình lập ra tốn biết bao nhiêu công sức không? Rất chi là mệt mỏi. Góp video vào đó nhưng bây giờ đã bị đánh bay, bay một cách rất chi là nhanh chóng. Thì lý do tại sao bay thì ok mình sẽ nói luôn. Thì lý do bay á, thì hiện tại á là cái kênh của anh Quốc Mần Tăng được tem NVL tạm giữ đó, chứ mình không nói là giữ nha, mình kêu là tạm giữ. Tại vì mình kêu giữ á là chắc chắn là mọi Hàng người, người nhiều người vào sẽ là nói mình là nó sai, tại vì là tại sao lại giữ kênh của người ta thì mình sẽ nói như thế. Còn mình kêu là tạm giữ, hiện tại là cây nào của đơn là tem NVL tạm giữ, nói cho chắc như vậy. Thì cái kênh của anh Quốc này thì đã được gán vào cái nick Quốc của Điền Quân, đúng không? Tại vì á là kênh tem NVL và tiếng Black thì cũng ở trong cái nick Quốc của Điền Quân, thì chắc hẳn là cái kênh này cũng được anh Nguyễn Văn Lên dùng để sử dụng đăng ký cái nick Quốc Điền Quân để nhận tiền hàng tháng. Thì cái nick Quốc Điền Quân á là nó sẽ có đăng ký một cái bản quyền, là cái bản quyền mình không biết bản quyền hình ảnh hay là âm thanh hay là video chi hết, nhưng mà mình ngay á là nó bị trùng tên, hoặc là nó trùng cái gì đó, hoặc là nó trùng video. Tại vì video của anh Quốc á, không những có mặt của anh Quốc nhiều mà còn có mặt của Tiến và Lên và tất cả người trong nhóm, và còn có vợ nữa. Thì cái network này á mình nghĩ là nó đánh về các số tên nhiều hơn và cái độ giống nhau về hình ảnh nữa. Thì chắc chắc chắn rồi, thì cái này thì bị network Đường Quân đã đánh sập. Tại vì cái game này đến 164.000 người đăng ký, còn game Anh Quốc mới lập lên thì chỉ cần báo cáo report một cái thôi, lạm dụng bản quyền vậy thôi, nhạy nhàng thì game của Anh Quốc đã bay thì không có đi trở về. Thì cái chuyện này rất chi là giống cái chuyện Lập Phụ Hồ và anh chủ nhỏ mình đã nói rồi, nên tại sao lại có một cái trường hợp nào mà nó lặp đi giống như vậy. Thì mọi người cứ kêu là Nguyễn Văn Lên, anh Nguyễn Văn Lên đánh sập cái kênh này, nhưng mà mọi người nói như thế, theo mình cũng không binh vực ai hết. Mọi người nói như thế thì cũng chưa chắc đúng, tại vì bên network á người ta sẽ làm việc của họ, họ có việc của họ, nhưng mà 50-50 nha. Bên network á thì họ sẽ có quyền web của anh Quốc, và bên của Nguyễn Văn Lên á nếu như không rảnh rỗi á thì không báo cáo report, nhưng mà nếu rảnh rỗi á, thì đi báo cáo report thì chắc chắn là chết 100% rồi, đi đứt rồi. Nhưng mà giờ á anh Quốc á tạo kênh ra á thì cũng bị đánh sập nữa, nhưng mà cái lý do sập này chỉ có một mình anh Quốc biết thôi. Nó sẽ gửi cái phản hồi về cái Gmail của anh Quốc, thì chỉ có một mình anh Quốc mà đọc được cái phản hồi Gmail đó là bị bản quyền gì và sập bởi lý do gì, thì chắc chắn 100% là sập bởi anh Quốc rồi, chứ còn không bao giờ mà có ví dụ mà đi sập như thế này được. Nếu mà mình đăng ký GO thì nó sẽ không sập như thế này, chỉ có một cái network 100%. Thì nếu muốn như vậy á thì anh Quốc, nếu mà anh Quốc có mail á thì đọc kỹ mail, nếu mà nó trùng ID hình ảnh, ID âm thanh, video thì chắc chắn anh Quốc, mình rất chi là chia buồn với anh Quốc, tại vì mình fan của anh Quốc, rất chi là chia buồn với anh Quốc, tại vì anh không thể xuất hiện trên video được nữa. Đó. Tại vì mỗi lần anh xuất hiện video á, nếu mà AI không thích anh á thì người khóc. Ở đây mình không nói là AI không thích nha, mình nói vậy thì mấy bạn đủ hiểu rồi. Nếu mà AI không thích thì người đó họ báo report thì chắc chắn kênh anh sẽ chết ngay lập tức. Thì nếu mà có bản quyền của anh á, nếu mà nó trùng tên á thì anh sẽ em khuyên anh nên đổi lại cái tên, thì đừng để tên Quốc Mần Tăng nữa thì nó sẽ trùng. Thì anh có thể đặt là Quốc Thiên Thu như ngày xưa, hoặc là Quốc TT rồi, hoặc là Quốc Vlog. Ok, thì cái chuyện này á, thì nhiều người kêu là anh Nguyễn Văn Lên báo cáo để cho anh Quốc, để cho dàn mặt anh Quốc, tại vì không cho anh Quốc thành công Nguyễn Văn Lên sẽ báo cáo cái kênh này, dùng cái kênh Quốc Mần Tăng chính này, đây Quốc kênh Quốc Mần Tăng này báo cáo để cho anh Quốc không còn làm nữa.
Nhưng mình tin chắc nếu như vậy á thì anh Quốc sẽ không bao giờ làm video, làm YouTube được nữa mọi người ơi. Mình rất chi là buồn, tại vì bên cái chuyện của Lộc Phụ Hồ đó, mà Lộc Phụ Hồ còn không bao giờ có cách được để Lộc Phụ Hồ đi ra kiện luôn, mà không có cách được để giải quyết. Bạn phải để Lộc Phụ Hồ bây giờ đành phải là nhìn một từ một diễn viên mà xuống làm cameraman để đi quay thôi, chứ không 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 xuất hiện được trên hình ảnh của YouTube được. Thì nếu mà anh Quốc định dính vô trường hợp này á thì rất chi là nhiều nhiều người mệt, tại vì không bao giờ còn thấy những cái video hè xuất hiện anh Quốc nữa, hoặc là chỉ có một cách là anh Quốc quay lại tên của Nguyễn Văn Lên làm mà thôi. Thì nếu mà bắt buộc anh Quốc quay lại kênh của Nguyễn Văn Lên làm thì bao giờ mà anh Quốc chịu quay lại để làm cho được, đúng không? Thì mọi người cứ kêu là anh Nguyễn Văn Lên đánh sập kênh rồi, thì cái việc đó thì chưa xác định được nha. Tại vì còn cái mail của anh Quốc nữa, chừng nào anh Quốc công bố cái mail chừng nào để đánh sập thì mới đó, cái ý là chừng nào mà dùng cái a mà người mà nào mà dùng cái Gmail nào đánh đánh sập cái kênh đó thì mới biết là lý do là tội phạm là a nha. Mà chắc hẳn là mình biết là anh Quốc cũng biết rồi, nhưng mà anh Quốc không muốn nó ra vì mất tình cảm này nọ. Thì bây giờ thì anh Quốc không biết làm sao dễ giải quyết cái vấn đề của anh Quốc này, tại vì nó rơi vô trúng y cái trường hợp của Lộc Phụ Hồ lúc bây giờ nó với anh chủ nhà. Thì nếu mà có tình có cảm của anh em á, nếu mà rơi vào trường hợp một á thì như mọi người nói thì Nguyễn Văn Lên á, thì nếu mà tình cảm anh em thì mình thấy nó dở quá đi, nó thật là thất vọng quá. Nó không, nếu mà đi mà người ta nổi tiếng thì thôi kệ họ đi, chứ mà đi đánh sập thì mình thấy nó hơi 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 ích kỷ quá đó. Còn nếu mà do nét Điền Quân đánh sập á, không do một cái sự rì bọt của á, thì có thể là đăng ký lại xin phép về bên nét của Điền Quân đó. Chờ khi anh Quốc lái được cái cây này về á thì anh Quốc sẽ gỡ nét Điền Quân đi, hoặc là lái cây này lòng. À, mà lấy được cái cây này về thì lấy cây này làm cho mắc gì mà gỡ nét Điền Quân hả? Thì lấy cây này về được á, mà sao cũng phải lấy cây này về để gỡ nét Quốc Điền Quân để cho khỏi bản quyền của anh Quốc thôi. Đó. Hoặc là anh Quốc tạo một cái làm lại từ đầu, up những cái video nó lên lại thì làm lại đổi lại một cái tên khác. Thì nhiều cái sự vụt ngã thì cũng phải có một cái lần đứng dậy trỗi mạnh trở trở dậy thôi. Ok thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Thì cái vấn đề ở đây là anh Quốc đã bị mắc kênh và bị đánh sập. Thì nguyên nhân sập đó là do hai nguyên nhân, chính là Nguyễn Văn Lên và Nick Quốc Đình Quân. Thì ở đây thì mọi người cũng có hai ý kiến như vậy, thì mình cũng chỉ xin chia sẻ những hai ý kiến. Thì có thông tin gì mới thì mình sẽ cập nhật trên video của mình hàng ngày. Thì mọi người nhớ đăng ký và like, share video cho mình nha. Ok, bye bye mọi người.